Hi, Missy xin chào các bạn. Tiếp tục với phần English words you may pronounce wrong. Những từ tiếng Anh bạn có lẽ phát âm sai. 6 từ tiếp theo các bạn nhé. Rồi, mình có động từ nguyên mẫu ha. Từ này chính là từ gì? Say. Thường các bạn biết từ này rồi ha. Say. Nhưng mà khi mà các bạn thêm S cho nó, có nghĩa là khi mà động từ này theo sau chủ ngữ là he, she, it, danh từ số ít thì nó sẽ phải thêm S các bạn ha. Thì từ này không đọc là says, từ này sẽ đọc là says, says các bạn nhé. Rồi còn quá khứ của nó thì sẽ là said, say, says, said. Rồi sản phẩm của mình thì sẽ là product, product. Giọng trầm của mình sẽ là bass, bass. Còn á, cũng là cái từ đó luôn, nhưng mà danh từ của nó thì sẽ là gì đây các bạn? Là con cá vừa các bạn ha. Bass, bass. Khái niệm của mình ha thì sẽ là concept, không phải là concept các bạn nhé. Concept. Lại lần nữa ha các bạn. Rồi mình có gì đây? Nguyên mẫu sẽ là say, thêm s sẽ là says. Rồi, còn quá khứ của nó sẽ là set. Sản phẩm của mình sẽ là gì? Product. Ngậm cái miệng chữ P nhé. Product. Product. Giọng trầm của mình sẽ là bass. Bass. Nhớ gì các bạn ha? Còn cá vượt sẽ là bass. Bass. Khái niệm của mình sẽ là concept. Concept. Okay, that's our goodbye. See ya.